Xin chào mọi người á. Phía trước mặt ta là cây cúc thọ hương ở nở hoa nè. Thì ta là đang khoảng là 2 giờ chiều á. Cái hoa nó vẫn còn rất là sáng á. Ngày đầu tiên nở rất là đẹp đây. Hoa dễ thương á. Thọ hương này nó bị sâu á, bị sâu ăn nhiều nó rụng nhiều lắm á, chứ không bị sâu là nó còn nhiều lắm á. Cúc thọ hương ha. Dễ thương ha. Chào buổi chiều mọi người á. Đây là mấy cúc thọ hương nó nở hoa nè. Cái phơm hoa nhìn thấy rất là đẹp ha. Đây là buổi chiều á, hôm nay qua một ngày rất là nắng nè, ngày đầu tiên rất là đẹp ha. Thọ hương này, này mặc dù cái hoa nó bị sâu ăn ha, bị sâu ăn ha, nó cũng còn rất là đẹp ha. Dễ thương ha. Nguyên cây á, vàng rực luôn á, màu đậm. Đấy, cây này hôm nay là chưng suốt ngoài nắng luôn ha. 100% là nắng, bữa nay nắng cũng khá là gắt á. Mà cái hoa nó vẫn tươi á. Nó ra đọt ha. Ta bấm để cho nó dồn sức nó nở bông cho tốt. Nguyên cây luôn ha. Mấy cây này cũng lạc lá nè. Dễ thương ha. Hoa buổi chiều á. Dán bóng cái giống này rất là lâu á, hôm nay mình có lại được cái giống này nè, giống mà giả Phú Yên á. Đây là một cái giống, nói chung là cái tên này cũng không biết nó tên gì. Cái cây mẹ của nó là một cái cây mai dán uống theo kiểu hình cong cong á, kiểu dán lông vậy ha, dán lông vậy á. Hay nó hoa nó đẹp quá, vậy là sức sống nó mạnh á. Rồi ông chú ở gần vườn mình ông ghép ra đây. Cây này mới ghép một năm á, một năm mà bằng người ta ghép 2 năm á. Cái chậu ghép nó liền luôn rồi nè. Đây, hôm nay mình sẽ thay cho chậu lớn hơn nha. Bây giờ cách thay chậu đây. Cái này mới ghép 1 năm á, bằng người ta ghép 2 năm á. Nút nụ à. Mình thay chậu hôm nay mình sẽ lặt lá luôn. Lặt lá cho nó anh em xem hoa. Cái giống này cực kỳ mạnh luôn á. Đấy, lúc trước là mình bán cho anh em cái dòng này nè, cái dòng mà gốc bứng á. Như là lúc đó bán 200 mấy chục cây á, anh em phản hồi rất là tốt á. Giống này cực kỳ mạnh luôn, nó kháng bệnh tốt lắm. Nó lớn vù vù luôn à. Cho nên những anh em mới biết chơi thì cũng có thể nuôi được. Đầu tiên là người ta vô chậu á, ta đậu một lớp chỉ, nhớ kiểm tra mấy lỗ thoát nước ha. Đây là cái chậu mũ, chậu nhựa thôi. Cái chậu này mua có 9.000 à. Rồi một lớp vỏ trấu á, mục đích đậu đây là để cho nó cái phần lý đáy chậu này nè, đây nó rõ nước ha. Rồi chất trồng ở đây là trộn sơ dừa với vỏ trấu, 2 sơ dừa 1 vỏ trấu, chỉ có vậy thôi. Rồi đặt cái cây chúng ta vào á. Chúng ta đặt cao cao, sau này chúng ta có thể môi rễ xuống ha. Môi rễ cho nó nhõm lên. Đấy. Đây, đặt cây chúng ta vào rồi lắp đất lại ha. Thêm miếng nữa cho nó cao cao lên. Đấy. Rồi lắp đất xung quanh á. Ém chặt vừa tay, không có lỏng lẻo quá. Lỏng lẻo quá là khi mà gió nó sẽ lật ha. Ghép trồng những anh em nào mà mua về chơi nè. Đấy, còn cái giống này trồng ở dưới đất còn tốt nữa ha. Đây là nó trước mai ghép nè, cho nó là một giống mai rừng được chọn lọc á. Hoa nó đẹp, sức sống nó mạnh,
nó kháng bệnh tốt, được người ta chọn người ta ghép á. Tại vì làm giống dảo Thủ Đức á, thì làm năm này qua năm kia, biết là cái giống mà lấy ghép ép ra riết rồi, nó bệnh quá trị bệnh á, người ta cũng đâm ra người ta nản. Phải chi mà lấy từ một cái cây mẹ, cứ ghép ra hoài á thì nuôi nó đỡ hơn. Còn cứ lấy truyền truyền hoài á thì nuôi nó cực dữ lắm. Nuôi sau này nuôi cây nó khỏe thì không sao, mà nó bệnh á là nó bệnh nguyên một vườn luôn á, nó cực ha. Đây sau này người ta mới đổi giống, đổi lại những cái giống giống nguyên thủy. Có những cái giống nó lai tự nhiên á, nó còn đẹp hơn cả những cây mai ghép nữa. Như đây là điển hình, ở đây giống dạ Phú Yên nè, đây cái phơm hoa màu đậm, màu rất là đậm á. Phơm hoa màu rất là đậm. Đây, chúng ta ém vừa tay á, cho cái phần đất này nó vừa chặt, không lỏng quá mà cũng không có chặt quá ha, vừa vừa thôi. Đây. Rồi, xong mình tưới miếng nước ha. Đây, xong mình sẽ lật lá luôn. Lật lá luôn. Đây. Lật lá cho nó ra bông luôn ha. Cây này mới ghép một năm mà thấy nút nụ cũng đơm đặc hết rồi nè. Một năm mà người ta ghép hai năm luôn à. Đây mình sẽ lật lá luôn ha. Và hẹn mọi người khoảng là một tuần sau, tuần sau sẽ lên chân xanh nè. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa tiếp á. Có hoa ngắm nữa rồi đó. Hôm rồi ngắm rồng bay nè. Rồng bay ngày nào cũng rồng bay á, rồi ngày nào cũng thọ hương. Giờ chuyển qua Phú Yên đi, đi xa xa chút đi. Chuyển qua ngắm dảo á. Đây là cây ghép một năm á. Tưới miếng nước á. Đây với cái giống mà nó mạnh á, chúng ta có thể trồng ở dưới đất cũng được nè. Đấy, chúng ta trồng sau vài năm sau là chúng ta sẽ có được một cây mai nguyên thủy á, gần như là nguyên thủy luôn, ghép nhưng mà nó đã liền cốt rồi, giống như cây mai nguyên thủy á, bông mà là đẹp 100% luôn. Đấy, chứ không có hên xui nha, nhiều khi chúng ta lấy hộp của một cây mai đẹp ra trồng cũng hên xui, cũng không biết sau này nó hoa nó có đẹp hay không á. Rồi, lấy cái cây này, lấy cây mai ghép trồng là chắc chắn 100% á, là sẽ hoa sẽ đẹp. Lặt lá xong ha, tối thui luôn rồi. Đấy. Cái này thì số lượng ở vườn hiện tại đang có khoảng là 500 cây á. 500 cây. Đây, khi anh em mua thì mình sẽ vô chậu sẵn luôn. Vô chậu sẵn luôn á. Với giá là 220.000 một cặp. Đấy, còn anh em muốn không vô chậu thì để vậy luôn á. Thì mình sẽ giảm xuống hai bớt tiền chậu xuống á, là 200.000 một cặp. Đấy, này nó cao khoảng 3 tấc á, 3 tấc. Ba tấc, có cây cao 4 tấc nữa mà thông thường là 3 tấc à. 3 tấc là nó đều để bấm đọt á, là để làm bông á. Tết năm nay cũng có bông chơi rồi, vừa làm nhà bông vừa làm giống á. Cái giống dạo Phú Yên. Rồi hẹn anh em một tuần sau á, một tuần sau chúng ta sẽ xem hoa nở ha. Đây hoa nó, cái phơm hoa nó giống như hoa mai Thủ Đức vậy mà màu vàng đậm. Mấy lúc trước thì mình cũng có quay cho anh em rất là nhiều rồi. Này nếu mà cái này chúng ta trồng xuống đất á, trồng trước cửa nhà thì 5-7 năm sau chúng ta sẽ có một cây mai gần như là nguyên thủy á, nguyên thủy bông đẹp. Đấy, lấy một cặp trồng dưới cửa nhà chơi ha. Đây, cái chậu này đối với cây này cũng hơi lớn á. Đấy, mình sẽ thay sang cái chậu vừa nhỏ hơn, vừa hơn. Cái này tới 2 tấc đặt, thay sang cỡ chậu 1.5 tấc hoặc là 1.2 tấc là vừa rồi. Chậu này hơi lớn á. Rồi, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nha. Đây, hẹn một tuần sau nó sẽ nở nè, nhỏ mà nụ quá trời luôn nè. Này mới ghép một năm á, mới một chỉ một năm thôi, rất là nhanh lớn luôn. Dạ Phú Yên á. À.